xin chào các cô gái xinh đẹp của Harley. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel chăm sóc da của mình. Tuần trước thì chúng mình đã gặp nhau trong một video về cách sử dụng kem chống nắng này, cách chọn kem chống nắng và thoa kem chống nắng sao cho phù hợp nhất với từng loại da. Hôm nay thì sẽ vẫn là một video về chăm sóc da tại nhà, nhưng sẽ là chăm sóc da mụn các bạn ạ. Bởi vì tuần vừa rồi mình đã nhận được rất là nhiều inbox cũng như là comment của các bạn yêu cầu mình hãy làm một video về cách trị mụn và trị thâm mụn tại nhà đơn giản hiệu quả. Có phải là tuổi dậy thì khiến bạn mọc rất là nhiều mụn và cùng với áp lực học hành này, thi đại học khiến cho các bạn thức khuya và làm việc nhiều hơn, thì khi đó làn da của chúng ta cũng bị stress rất là nhiều do áp lực của các bạn nữa này. Thế nên là nếu như mà chúng ta không chăm sóc da đúng cách thì việc làn da nổi mụn và đình công là điều đương nhiên các bạn ạ. Vậy thì các bạn đừng lo lắng quá, bởi vì thời điểm mình học cấp 3, tức là cách đây khoảng 6-7 năm rồi, thời điểm đó thì mình cũng không biết cách chăm sóc da mụn như thế nào và cũng không có ai chỉ cho mình cách chăm sóc da mụn đúng cách. Mình đã từng sử dụng kem trộn các bạn ạ. Thời điểm đó thì có một người bạn của mình mách cho mình là cái loại kem này bạn ấy đã sử dụng được khoảng hơn 1 năm rồi, và nhìn làn da của bạn ấy thì rất là trắng sáng, trắng hồng lên ý, không hề có một nốt mụn nào luôn. Thì mình đã rất là ngây thơ và lúc đó thì thấy rằng là kem trị mụn được thì mình cứ mua dùng thôi. Mình đã dùng độ khoảng 3 lọ. Sau đó thì mình tìm hiểu ở trên mạng mới biết rằng đó là kem trộn, do nó có trộn lại nhiều loại kem lại với nhau ấy, nên là nó sẽ trị được mụn. Nhưng khi mà mình ngừng sử dụng thì mụn sẽ mọc kinh khủng hơn nữa. Và tác hại lớn nhất của nó đó chính là khiến cho làn da của chúng ta bị bào mòn. Đó chính là nguyên nhân làm cho làn da luôn trở lên trắng hồng. Lúc nào mình nhìn mặt bạn đấy cũng rất là trắng trắng mịn luôn ấy, mà lúc nào cũng căng bóng lên. Thì về sau mới biết rằng đó là nguyên nhân là do cái kem trộn đó nó đã bào mòn da của bạn đó. Sau khi mình biết rằng là kem trộn có tác hại như vậy thì mình đã ngay lập tức ngừng sử dụng kem trộn. Thì đó là một thời điểm khủng hoảng, bởi vì là làn da của mình mọc mụn tùm lum luôn. Mình không biết chăm sóc, thậm chí lúc đó mình còn sử dụng cái bánh xà phòng Lifebuoy dùng để rửa mặt. Và các bạn biết không, lúc đó thì làn da của mình, trời ơi, nó như là một cái lớp cơm cháy, tức là những cái lớp mụn thời điểm đó nó không còn là mụn bình thường nữa, mà là những cái lớp mụn đầu trắng li ti và nó sần sần trên một cái lớp da của mình ý. Và nó sần như là kiểu cơm cháy và trên toàn là mụn nước li ti ý. Mình mà cảm đến nỗi là khi mà đi học cấp 3 thì bạn bè của mình lại còn hỏi những cái câu rất là đau lòng ấy. Tức là các bạn hỏi rất là vô tư nhưng mà nó lại khiến mình tổn thương rất là nhiều ấy. Đấy là trời ơi, sao dạo lâu không gặp rồi mà bây giờ lại bị mụn nhiều thế, mà sao mà cậu lại bị mụn gì vậy, kinh như thế này, trời ơi, mụn gì mà sao lại nhiều như thế này, mà kinh như này, sao không đi khám da liễu đi. Thời điểm đó là lớp 11, mình cực kỳ áp lực và khủng hoảng. Sau đó thì mình đã đi lên bệnh viện da liễu trung ương để chữa mụn các bạn ạ. Thì bác sĩ cũng đã hỏi mình là đã sử dụng loại kem gì, thì mình có bảo là sử dụng kem trộn như vậy. Thì bác sĩ đã nói mình là tại sao lại có thể sử dụng một cái loại kem không rõ nguồn gốc như vậy để bôi lên da. Nhưng mà thời điểm đó cách đây 7 năm rồi thì việc mà có điện thoại hay là mạng internet để tìm hiểu các cái thông tin về trị mụn hay là các video chăm sóc da skincare của các beauty blogger thì rất là hạn chế. Mình không hề có internet nên là mình rất khó tìm hiểu về kem trộn hay là cách sử dụng da cho đúng cách này, hay là cách chăm sóc da như thế nào cho làn da mụn. Thế nên là mình đã không biết được đến những cái vấn đề như vậy. Và sau khi mà điều trị mụn một thời gian là bác sĩ có kê cho mình thuốc uống này và sữa rửa mặt. Mình nhớ cái sữa rửa mặt ý nó chỉ bán ở tiệm thuốc Tây, mà khi có kê đơn của bác sĩ nó là một cái hạt ở dạng gel gel và có hạt, tức là để tẩy sạch đi những cái bụi bẩn ở bên sâu trong lỗ chân lông của mình ấy. Sau một thời gian mình điều trị thì những cái nốt mụn trắng li ti ở trên mặt mình nó đã hết, nhưng những cái mụn sau đó thì vẫn còn, bởi vì là bản chất của da mình nó là một làn da dầu các bạn ạ. Lỗ chân lông rất là to và mùa hè mình cực kỳ bị đổ nhiều dầu ở vùng chữ T, vùng hai bên má này này. Nếu như mà các bạn nhìn kỹ, nhìn sát mặt mình thì sẽ thấy lỗ chân lông của mình rất là to các bạn ạ. Và vùng chữ T thì đổ rất là nhiều dầu nữa. Đấy các bạn ạ, mình đã từng có một thời gian khủng hoảng như thế. Áp lực về học hành, thi cử cộng với áp lực về làn da đã khiến cho mình bị stress rất nhiều ở thời điểm đó. Nhưng sau đó mình đã tự tìm hiểu cho mình được cách chăm sóc da như thế nào đúng cách và trị mụn như thế nào sao cho hiệu quả. Thì thật là may mắn hôm nay mình có thể ngồi đây và chia sẻ với các bạn các kiến thức mà mình đã áp dụng và nó thật sự hiệu quả đối với làn da của mình các bạn nhé.
Vậy thì các bạn hãy nhớ theo dõi đến cuối video này để nhận được cái chia sẻ của mình các bạn nhé. Sau khi mà chị mụn ở bệnh viện da liễu về như vậy thì mình đã tìm hiểu kiến thức rất nhiều và mình biết rằng sai lầm của mình trước đó đó chính là không làm sạch da mặt đúng cách và thường xuyên sử dụng ngón tay sờ lên các nốt mụn này nè. Khi mà ngồi học ấy, kiểu lúc mà rảnh rỗi tự nhiên mình lại cứ chống tay lên bàn này xong sờ sờ lên mặt như này ấy, mà cảm thấy là có một cái nốt mụn ở đây thì nó thật là khó chịu, suốt ngày sờ xem nó to hay nó bé, nó đã xẹp đi chưa. Thì việc mà sử dụng cái ngón tay hay là bàn tay của chúng ta sờ lên nốt mụn như vậy là một vấn đề hoàn toàn sai lầm các bạn ạ. Bởi vì trong lòng bàn tay hay là ngón tay của chúng ta rất là nhiều vi khuẩn luôn, móng tay cũng vậy nữa. Nên các bạn đừng bao giờ sờ tay lên những cái nốt mụn của chúng ta các bạn nhé. Chính những cái vấn đề như vậy làm cho vi khuẩn nó càng nhiều hơn và lây lan ra những vùng da xung quanh, khiến cho mụn càng nhiều hơn đấy các bạn ạ. Đấy, sau cái vụ kem trộn của mình ý, thì các bạn nên rút ra một kinh nghiệm, đó chính là bắt buộc phải sử dụng những cái hãng mỹ phẩm chính hãng và rõ ràng nguồn gốc các bạn nhé. Các bạn đừng tiếc một vài chục nghìn hay là một vài trăm nghìn mà mua những cái hàng trôi nổi ở ngoài thị trường. Thứ nhất là nó không được kiểm định về chất lượng, thứ hai là nó sẽ có chứa nhiều cái thành phần mà hại cho làn da của chúng ta. Chỉ những mỹ phẩm chính hãng thì nó mới được Bộ Y tế kiểm duyệt này, được các chuyên khoa da liễu kiểm định và nó mới được test trên những cái làn da rồi ấy, thì nó sẽ có chứa những cái thành phần hoạt chất tốt này, hoặc là giảm độ kích ứng đi rất nhiều rồi, hoặc là đa phần là nó cũng không có kích ứng đâu, nhưng mà một số làn da quá nhạy cảm thì nó mới kích ứng thôi, nhưng mà nó sẽ ở kích ứng ở mức nào đó thôi. Nên là các bạn đặc biệt lưu ý là phải mua mỹ phẩm chính hãng, không sử dụng mỹ phẩm trôi nổi ngoài thị trường các bạn nhé. Khi mà nhỡ sử dụng rồi thì chúng ta phải đến ngay chuyên khoa da liễu để có cách điều trị phù hợp này. Và một đặc biệt lưu ý nữa với các bạn đó chính là mình phải sử dụng kem chống nắng ngay cả khi da bị mụn các bạn nhé. Bởi vì là kem chống nắng thì nó sẽ giúp chúng ta chống lại những cái tác động từ tia UV này, từ môi trường bụi bẩn ô nhiễm bên ngoài. Và hơn nữa là nó có thể bảo vệ làn da của chúng ta, khiến cho làn da đỡ bị thâm sau mụn đấy các bạn ạ. Nên các bạn đừng ngần ngại việc sử dụng kem chống nắng khi bị mụn nhé. Và lưu ý là nên sử dụng kem chống nắng thông thoáng và dành cho da mụn. Ở tập trước thì mình đã review cho các bạn các loại kem chống nắng phù hợp cho da dầu, nhạy cảm và da mụn rồi. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm thì mình sẽ để link video kem chống nắng đó ở dưới mô tả của video này, các bạn có thể click và xem nhé. Còn bây giờ chúng mình hãy bắt tay ngay vào các bước chăm sóc da tại nhà để điều trị da mụn các bạn nhé. Và vấn đề quan trọng nhất là các bạn phải làm sạch da. Dù là các bạn có trang điểm hay là không trang điểm thì vẫn phải sử dụng nước tẩy trang để làm sạch da. Nếu mà các bạn nghĩ rằng là chỉ có khi trang điểm chúng ta mới phải tẩy trang thì đấy là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Nước tẩy trang hay là dầu tẩy trang thì nó sẽ giúp chúng ta làm sạch sâu những cái bụi bẩn ở bên sâu trong lỗ chân lông ấy, mà khi chúng ta rửa mặt bằng sữa rửa mặt bình thường thì nó không thể làm sạch được. Vậy nên là việc quan trọng nhất là hãy mua cho mình một chai nước tẩy trang. Nếu như các bạn đang có vấn đề về mụn hoặc là da dầu thì mình khuyên bạn là nên sử dụng nước tẩy trang. Dầu tẩy trang nếu như mà các bạn không biết cách nhũ hóa đúng cách thì nó còn khiến cho da mụn của các bạn kinh khủng hơn. Bởi vì là nếu như mà không nhũ hóa hết ấy, thì cái lớp dầu tẩy trang nó sẽ giữ lại ở trên bề mặt da này này, khiến cho bít tắc lỗ chân lông. Nên nếu như các bạn đang có vấn đề về da mụn thì mình khuyên các bạn nên sử dụng nước tẩy trang các bạn nhé. Nước tẩy trang thì các bạn có thể sử dụng rất là nhiều loại, miễn sao là các bạn cảm thấy phù hợp với làn da của mình. Khi sử dụng các bạn không cảm thấy bị kích ứng và sạch vừa đủ, đừng quá sạch, kín kít quá cũng không tốt đâu. Như thế thì nó sẽ lấy hết lớp dầu ở trên da. Và khi bị hết lớp dầu hay là độ ẩm như vậy thì da nó sẽ có một cơ chế, đó là tự tiết ra dầu nhờn để bảo vệ cái làn da của chúng ta, để cấp ẩm cho làn da. Nên chúng ta cảm thấy dầu hay là nước tẩy trang làm sạch vừa đủ là được nhá, không cần phải sạch bong kinh kít đâu. Theo như mình nghĩ, thời điểm mà mình trị mụn thì mình có sử dụng nước tẩy trang của hãng dược mỹ phẩm Pháp La Roche-Posay. Đây chính là cái loại nước tẩy trang La Roche-Posay này. Đây chính là nước làm sạch sâu và tẩy trang dành cho những da dầu nhạy cảm các bạn nhé. Tức là nó có hai loại, một cái loại nữa là màu trắng thì mình nhớ là hình như nó dùng cho da khô. Còn mình mua cái loại này là dành cho da dầu nhạy cảm. Vì khi mà mình đang bị mụn, làn da của chúng ta đang rất là nhạy cảm. Hơn thế nữa, làn da của mình là da dầu nên mình đã quyết định mua cái loại này. Nên là nếu như các bạn đang có vấn đề về da mụn, hãy mua loại màu xanh này nhé. Khi mà mình sử dụng cái nước tẩy trang của La Roche-Posay này, đầu tiên là mình mở ra,
mình ngửi cái mùi của nó, nó có một cảm giác rất là mát mẻ và trong lành ấy các bạn ạ. Nó không hề bị mùi kiểu lồng nặc hoặc là cồn hay hóa chất quá nhiều đâu, mà nó thơm mát dịu dàng. Và đây này, ở đây nó có ghi đó là công nghệ đột phá Glico Micero mang lại hiệu quả làm sạch sâu vượt trội, giúp lấy đi bụi bẩn, bã nhờn và lớp trang điểm. Nhưng điều quan trọng nhất nhá, nó vẫn an toàn cho da dầu nhạy cảm. Tại sao mình lại khuyên các bạn nên sử dụng loại này? Bởi vì cái loại này là một cái loại mà nó rất là phổ biến và nó đã có mặt cách đây rất nhiều năm rồi, và nó là một hãng dược mỹ phẩm Pháp nổi tiếng. Nên là các bạn sử dụng loại này thì cực kỳ yên tâm. Gần như là mình giới thiệu cho bạn bè của mình không ai có bị kích ứng hay là bị mụn nhiều thêm khi sử dụng loại nước tẩy trang này đâu. Nên là mình cực kỳ recommend cho các bạn đang có da mụn hãy cố gắng đầu tư một loại nước tẩy trang như thế này nhé. Mình nhớ là một cái loại, đây là thể tích thực của nó là 400ml, thì hình như nó cũng rơi vào khoảng hơn 400.000 đồng. Nó cũng khá là mắc so với các bạn sinh viên hay là học sinh. Nhưng theo mình nghĩ thì là để đầu tư một cái loại nước tẩy trang có thể làm sạch cho da dầu của mình này, và vừa an toàn nhạy cảm với phù hợp với làn da mụn ý, thì hơn 400.000 đồng bỏ ra là rất là xứng đáng. Nên là các bạn có thể sử dụng cái loại nước tẩy trang này nhá. Khi mà mình sử dụng mình cảm thấy rất là làn da rất là được làm sạch sâu, nhưng mà dịu nhẹ thôi, không hề nhờn rít và không hề kích ứng cho làn da. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, các bạn chỉ cần đổ ra miếng bông tẩy trang hay là bông y tế và các bạn xoa lên mặt. Các bạn lưu ý là mình sẽ tẩy trang từ dưới lên trên này và theo cấu trúc của làn da, tránh cho làn da bị chảy xệ các bạn nhé. Tiếp theo mình có một cái loại nước tẩy trang nữa mà cũng muốn giới thiệu với các bạn, đó chính là nước tẩy trang của L'Oreal. Ở đây nó ghi là nước tẩy trang 3-in-1 Micellar Deep Cleansing Even for Sensitive Skin. Cái loại nước tẩy trang này thì các bạn nhìn nhé, ở trên là lớp dầu, ở dưới là lớp nước. Thì khi các bạn sử dụng, các bạn sẽ lắc đều hỗn hợp này lên và sau đó mình sẽ đổ ra miếng bông tẩy trang. Khi mà mình sử dụng cái loại này ý, thì mình thấy là nó cũng rất là ok các bạn ạ. Bởi vì là mặc dù là nó có dầu nhưng nó không hề bị quá nhiều dầu và khiến cho làn da của chúng ta bị dầu thêm đâu. Mà nó, cái lớp dầu này thì nó có thể làm sạch sâu trong lỗ chân lông. Và đặc biệt là mình sử dụng thì mình cũng thấy nó không hề bị kích ứng với làn da của mình các bạn ạ. Và nó có thể làm sạch cả lớp trang điểm nữa. Nên nếu như mà các bạn nào mà trang điểm thì có thể cân nhắc cái loại này nhá. Vừa có thể sử dụng rất là dễ dàng và vừa lại có thể tẩy trang tốt khi mà chúng ta trang điểm. Nếu như các bạn đang có vấn đề về da mụn mà vẫn thường xuyên phải trang điểm thì các bạn có thể cân nhắc xem cái loại nước tẩy trang của L'Oreal này nhá. Mình thấy giá thành của nó rất là hợp lý. Cái lọ này là 400ml nhưng mình nhớ hình như ở siêu thị nó chỉ bán tầm 150.000 hay 160.000 thôi. Nó rẻ hơn cái loại Narod Porsche này rất là nhiều. Mà công dụng thì mình thấy nó cũng rất là tốt và gần như là có thể lấy sạch đi mọi lớp trang điểm của mình đấy. Nên là nếu như mà các bạn cảm thấy loại Narod Porsche này nó khá mắc so với túi tiền của các bạn thì có thể chuyển qua sử dụng cái loại L'Oreal này xem sao các bạn nhé. Mình đã giới thiệu qua với các bạn hai cái loại nước tẩy trang mà mình đã sử dụng và cảm thấy rất là ok. Sau khi đã làm sạch da bằng nước tẩy trang rồi thì các bạn sẽ đến bước thứ hai, đó chính là rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt. Ở đây thì mình cũng có hai loại sữa rửa mặt muốn giới thiệu với các bạn. Đầu tiên vẫn là loại sữa rửa mặt của hãng dược mỹ phẩm Pháp La Roche-Posay. Mình cực kỳ thích cái hãng này các bạn ạ. Bởi vì là khi mà mình dùng thì mình cảm thấy tất cả các sản phẩm của nó đều có mùi rất là dịu nhẹ và trong lành, mát mẻ. Và nó rất là an toàn cho làn da mụn, da dầu nhạy cảm. Mình sử dụng thấy thì rất là thích luôn ấy. Nên là mình cực kỳ là recommend cho các bạn. Nếu như mà các bạn không quá cảm thấy sản phẩm Narod Porsay này nó khá mắc ấy, thì các bạn nên sử dụng chọn bộ sản phẩm này nhá. Mình cảm thấy nó rất là tốt. Thứ nhất là nó rất là an toàn, dễ mua, dễ sử dụng. Thứ hai là nó có mặt tại rất nhiều hiệu thuốc và siêu thị trên toàn quốc. Các bạn có thể mua những cái sản phẩm chính hãng một cách rõ ràng. Cái loại sữa rửa mặt này ý, thì nó cũng có mùi thơm rất là dễ chịu luôn, y xì như là cái loại nước tẩy trang này. Các bạn lưu ý là khi chúng ta rửa mặt sữa rửa mặt thì các bạn có thể cho một lượng sữa rửa mặt bằng lượng đồng xu ra lòng bàn tay. Sau đó các bạn có thể dùng cái miếng tạo bọt hoặc là trực tiếp dùng tay của chúng ta nhé. Tức là
bông cái sữa rửa mặt lên ấy, nó ở dạng bọt bông 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 lên như kiểu kem bông ấy, thì khi đó những cái hợp chất ở trong sữa rửa mặt nó mới đi sâu vào bên trong lỗ chân lông và làm sạch lỗ chân lông của chúng ta hiệu quả nhất các bạn nhé. Đầu tiên thì mình sẽ làm ướt lòng bàn tay, sau đó mình sẽ cho một lượng sữa rửa mặt bằng đồng xu ra bàn tay. Sau đó mình sẽ sử dụng thêm một miếng bông tạo bọt như thế này các bạn nhé. Mình sẽ cho miếng bông này vào và tạo bọt. Các bạn thấy không? Sữa rửa mặt nó phải tạo bọt thành dạng bông như thế này nhé. Thì các bạn mới thoa lên da mặt. Lúc này thì thứ nhất nó vừa không có tác hại cho làn da. Thứ hai nó vừa lấy đi những cái bụi bẩn ở bên sâu trong lỗ chân lông tốt nhất khi mà ở dạng bọt như thế này các bạn nhé. Cái loại sữa rửa mặt thứ hai mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là sữa rửa mặt cho núi lửa của Innisfree. Có phải hãng mỹ phẩm Hàn Quốc thì gần đây rất là nổi tiếng với các bạn và vô cùng quen thuộc với các bạn đúng không nào? Mình cảm thấy là cái sữa rửa mặt cho núi lửa này khi mình dùng thì mình thấy nó rất là dịu nhẹ này. Thứ hai nữa là nó tạo bọt rất là tốt và bọt nó cũng rất là đặc và mịn. Khi đó thì đi sâu vào trong được lỗ chân lông của chúng ta nên nó sẽ làm sạch da mặt rất là tốt. Hơn nữa nó có chiết xuất từ tro núi lửa, thế nên là sẽ làm sạch sâu bên trong lỗ chân lông, lấy đi những tạp chất và bụi bẩn còn sót lại của chúng mình nữa các bạn ạ. Innisfree này các bạn có thể mua dễ dàng tại các cửa hàng chính hãng hoặc là cửa hàng xách tay, nhưng đặc biệt là phải rõ nguồn gốc các bạn nhé. Khi mà mình sử dụng loại này thì mình thấy là nó rất là phù hợp với làn da mụn đấy các bạn ạ. Nên các bạn có thể cân nhắc xem sao nhé. Sau khi xong bước làm sạch bằng nước tẩy trang và sữa rửa mặt thì chúng mình sẽ đến với bước thứ 3 mà không thể thiếu các bạn nhé. Đó chính là sử dụng nước hoa hồng. Vậy nước hoa hồng nó có công dụng gì? Nước hoa hồng nó sẽ cân bằng độ ẩm của chúng ta sau khi làm sạch da bằng nước tẩy trang và sữa rửa mặt. Các bạn biết là ở trên làn da mặt của chúng ta nó luôn có một lớp dầu để bảo vệ làn da và cung cấp độ ẩm cho làn da. Nhưng khi chúng ta trang điểm hay là đi ra ngoài đường nhiều thì bụi bẩn sẽ bám lại ở trên lớp dầu đó. Nên chúng ta cần phải sử dụng nước tẩy trang và sữa rửa mặt để làm sạch đi lớp bụi bẩn bám trên làn da mặt của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta làm sạch như vậy thì vô tình cũng lấy đi một lớp nước cần thiết của làn da, nên chúng ta cần phải bổ sung độ ẩm lại cho làn da nhé. Các bạn có thể sử dụng nước hoa hồng của Simple hay là nước hoa hồng của Thayer hay là nói chung là rất nhiều loại nước hoa hồng. Nhưng mà cái loại này ấy, thì mình cảm thấy là nó khá là dịu nhẹ và dành được cho da nhạy cảm. Cái loại nước hoa hồng này ở đây thì hãng sản xuất có ghi là nó có chứa vitamin B5 này và các cái thành phần khác rất là tốt cho làn da của chúng ta, và nó đặc biệt là không chứa cồn các bạn ạ. Khi mà không chứa cồn như vậy thì nó sẽ giảm cái kích ứng đi rất là nhiều, và đặc biệt đối với làn da dầu hay là mụn thì phải giảm thiểu mọi kích ứng có thể từ các tác động bên ngoài đúng không? Nên là cái loại này nó không hề có cồn thì rất là an toàn cho làn da nhạy cảm các bạn nhé. Các bạn sẽ sử dụng cái nước hoa hồng này này, đổ ra một miếng bông tẩy trang, sau đó là thoa đều lên mặt các bạn nhé. Khi đó thì đầu tiên là nó sẽ làm sạch đi cái bụi bẩn cuối cùng nhé, còn sót lại. Nếu như mà chúng ta rửa mặt bằng sữa rửa mặt nó chưa hết được thì chúng ta sử dụng bông để lau như vậy thì nó sẽ sạch đi những cái bụi bẩn đó này. Thứ hai nữa là nó sẽ cung cấp độ ẩm cho làn da, khiến cho làn da của mình tươi mát và được cân bằng lại độ ẩm sau khi sử dụng các bước làm sạch da. Sau khi mà làm sạch da như vậy, ba bước như trên thì mình sẽ đến bước cuối cùng, đó chính là sử dụng kem trị mụn. Trị mụn thì mình cũng cực kỳ recommend cho các bạn sản phẩm La Roche-Posay Duo Cộng. Thực ra là La Roche-Posay này có rất nhiều loại và bản thân mình cũng đã sử dụng cả ba loại, đấy là Duo Cộng này, nó có cả AI và K cộng nữa. Nhưng mình thấy Duo Cộng này là nó có vẻ là phù hợp nhất. Các bạn có thể bôi dàn trải ra khắp cả khuôn mặt luôn, nó không có vấn đề gì cả. Nhưng mà thời điểm mình bị mụn ý, thì mình bôi khắp mặt luôn, cái mùi nó cũng rất là dễ chịu. Nhưng mà cái loại mà La Roche-Posay AI thì nó sẽ mạnh hơn, nên là sẽ đặc trị vào những cái nốt mụn. Các bạn có thể chấm lên nốt mụn, còn K cộng thì nó sẽ thiên về giảm mụn đầu đen hơn. Các bạn có thể sử dụng kem kết hợp cả hai loại đó cũng không vấn đề gì. Nhưng mình muốn giới thiệu với các bạn cái loại này là có thể sử dụng toàn da mặt luôn các bạn ạ. Rất là dễ chịu và nhẹ nhàng luôn. Các bạn thoa thì nó không có tác dụng ngay lập tức đâu, tức là nó phải cần một thời gian nhất định. Nhưng mà mình thấy là sau khi bôi khoảng một tuần ý, thì những cái nốt mụn mà kiểu như là
ẩn ở dưới da thì nó sẽ trồi lên nhá. Sau đó thì là mình sẽ có thể nặn đi được này, hoặc là lấy nhân mụn rất là dễ dàng. Còn những cái nốt mụn to, mụn viêm thì nó sẽ xẹp dần đi, hoặc là những cái mụn đầu trắng thì nó cũng khô cái đầu nhân mụn lại và mình có thể lấy nhân mụn rất là dễ dàng. Đấy là mình recommend cho các bạn cái sản phẩm Narut Bosei này. Thực ra mình thấy cũng có rất nhiều bạn sử dụng kem trị mụn Acnet của Roto thì thấy nó rất là hiệu quả đấy. Bởi vì là kem trị mụn Acnet đó thì nó rất là phổ biến và bình dân. Các bạn có thể dễ dàng mua tại các hiệu thuốc. Nếu như mà các bạn cảm thấy da của mình phù hợp ấy thì các bạn có thể sử dụng loại đó. Nhưng mà bản thân mình thấy rằng là kem trị mụn Acnet đó thì nó hơi mạnh hơn đấy. Các bạn nên chỉ chấm vào những cái vùng có nốt mụn thôi chứ không nên sử dụng toàn bộ khuôn mặt thì nó sẽ bị khô da khá là nhiều. Còn khi mình sử dụng cái loại này thì không hề cảm thấy khô da các bạn nhé. Các bạn có thể cân nhắc xem sao nhé. Thứ hai, sản phẩm thứ hai mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là tinh dầu tràm trà Tea Tree Oil của The Body Shop. Thì cái loại này ấy, khi mà mình bị những cái nốt mụn đầu trắng này hay là mụn viêm, mụn bọc thì các bạn có thể sử dụng một cái tăm bông mà mình thường dùng để vệ sinh tai ấy. Thì các bạn sẽ xoáy cái nắp này ra, sau đó các bạn nhỏ vào cái đầu tăm bông đó và các bạn chấm lên những cái nốt mụn mà có nhân đầu mụn trắng hay là mụn bọc, mụn viêm. Thì mình thấy rằng là sau 2 đến 3 ngày những cái nhân đầu mụn trắng sẽ khô và xe dần lại, sau đó chúng ta có thể lấy ra dễ dàng. Còn mụn bọc, mụn viêm thì xẹp đi rất là nhanh, có khi chỉ là bôi hôm trước, sáng hôm sau nó đã xẹp hơn rồi các bạn ạ. Đấy, thế nên là mình thấy là cái sản phẩm Tea Tree Oil này nếu như mà sử dụng cho mụn bọc, mụn viêm, mụn đầu trắng cực kỳ tốt luôn các bạn ạ. Các bạn có thể mua dễ dàng tại cửa hàng The Body Shop ở trên toàn quốc các bạn nhé. Trên đây là toàn bộ những chia sẻ của mình về cái quá trình mình chăm sóc làn da bị mụn của mình như thế nào và các sản phẩm mình sử dụng và cảm thấy phù hợp với làn da của mình. Mình lưu ý với các bạn là có thể những sản phẩm này nó tốt với làn da của mình nhưng cũng chưa chắc là thật sự tốt với làn da của các bạn. Nên mọi điều mình nói ở đây chỉ ở trên cấp độ trải nghiệm của bản thân mình thôi. Nên các bạn có thể trải nghiệm thử những sản phẩm này. Nếu như các bạn cảm thấy phù hợp với làn da của các bạn thì các bạn sử dụng tiếp. Còn nếu không thì các bạn cũng sẽ bỏ qua những sản phẩm này mà chọn những cái sản phẩm khác phù hợp với làn da của các bạn hơn nhé. Và nếu như các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, đừng ngại ngần chia sẻ cho bạn bè. Và nhớ hãy subscribe channel của mình, đặc biệt là nhấn vào nút quả chuông để nhận được những thông báo mới nhất khi mình ra những video tiếp theo nhé. Và nếu như mà các bạn muốn mình làm chủ đề gì tiếp theo thì hãy comment ở dưới video này nhé. Đặc biệt là nếu như xem video này mà các bạn hy vọng mọi người sẽ có những cái kiến thức thật là tốt khi chăm sóc da mụn và mụn sẽ giảm rõ rệt để chúng ta cảm thấy tự tin, tỏa sáng hơn rất là nhiều. Bạn chưa cảm thấy thỏa mãn hay là muốn mình giải thích một vấn đề nào đó thì hãy đặt cho mình câu hỏi ở dưới comment video này nhé. Chúc mọi người luôn có một làn da đẹp rạng người và tự tin tỏa sáng. Xin hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhé. Bye bye!